Xin kính chào toàn thể quý cô bác quý chị, chào mừng quý cô bác quý chị đã quay trở lại với kênh của Công Ô Tu. Ngày nay Công Ô Tu sẽ lên sóng giới thiệu cho toàn thể quý cô bác quý chị về một mẫu xe đến từ nhà xuất của Mazda. Đó là chiếc Mazda 3. Chiếc Mazda 3 này sản xuất năm 2004, số sàn. Và đang có giá bán bên Công Ô Tu với giá là 210 triệu đồng. Quý cô bác quý chị nào mà đang tìm mua cho mình một chiếc Mazda 3 2004 như này thì hãy nhấc máy lên và gọi điện thoại cho em Công qua số hotline là 0945 883 980 để được hỗ trợ tư vấn mua bán cũng như đặt lịch hẹn xem xe và chạy thử xe cho quý bác quý chị nhé. Chiếc Mazda 3 2004 này trang bị đèn pha, đó là đèn bi cầu, xe tư nhân sử dụng và công chức nhà nước đi cho quý bác quý chị nhé. 4 lốp mới, la răng đúc đẹp, phanh ABS chống bó cứng an toàn đầy đủ, nội thất bọc da màu be rất là đẹp luôn. Và ngoại thất thì xe trang bị màu đen cực đẹp đấy ạ. Xe cực đẹp luôn cho các anh chị nhé. Chiếc xe này thì chắc không phải giới thiệu quá nhiều, bởi vì là dòng Mazda 3 này thì nó đã có tại thị trường Việt Nam cũng rất là lâu rồi. Rất là lâu rồi như các anh chị nhé. Giá của chiếc này thì cũng rất là mềm, chỉ rơi vào 210 triệu đồng thôi ạ, là chúng ta đã sở hữu chiếc Mazda 3 2004 bản số sàn, động cơ 1.6, xe trang bị nội thất rất là đẹp, đầu đài còn nguyên zin nhé quý các anh chị nhé, đầu đài thì còn nguyên zin luôn đây ạ, vô lăng túi khí này, rồi đầu đài này nguyên zin của nhà sản xuất, đầu đĩa CD này, đài FM này. Có khe cắm tẩu thuốc. Sưởi kính đầy đủ. 2004 như các anh chị nhé. Keo chỉ gì đây ạ? Keo chỉ đây. Keo chỉ đẹp. Gương kính zin cả xe cho các anh chị nhé. Đây ạ, gương kính zin cả xe. Quý các bác quý chị nào mà đang tìm mua cho mình một chiếc Mazda 3 2004 như này thì hãy liên hệ với anh Công qua số hotline là 0945 883 980 ạ, để được hỗ trợ tư vấn mua bán. Đây ạ, gương kính thì đều là gương kính zin nhé. Gương kính zin luôn. Xe công chức nhà nước đi. Đây ạ, chúng ta chỉ cần nhìn chỉ cánh này, xe là chúng ta đã biết rồi. Xe cực chất, táp ly xe đây ạ. Sần đẹp miễn bàn luôn, ghế bọc da. Cực kỳ đẹp luôn. Trần thì bọc nỉ sạch sẽ này. Xe đi cực giữ gìn luôn. Nổ êm, tiết kiệm nhiên liệu, côn số ngọt, điều hòa Z. Âm thanh rất là chất luôn cho các anh chị nhé. Âm thanh rất là chất luôn. Gương kính thì đều là gương kính zin đấy. Đây cũng vậy này. Đây cũng vậy, đều là gương kính zin. Keo chỉ trên tất cả các cánh cửa thì còn nguyên. Đây ạ, táp ly xe đây, chất sần đẹp miễn bàn luôn. Đây ạ, đó. Gương kính zin như các anh chị nhé. Đây ạ, keo chỉ đây. Táp ly xe đây, táp lô xe thì sạch sẽ. Đó. Cực kỳ sạch sẽ, cực kỳ đẹp luôn. Đầu đài còn nguyên zin. Đầu đài còn nguyên zin như các anh chị nhé. Đây ạ, gương kính này là gương kính hãng. Gương kính hãng như các anh chị nhé. Và mời quý các anh chị chúng ta sẽ xem qua phần khoang động cơ của xe. Đây ạ, đây là toàn bộ khoang động cơ của xe như các anh chị nhé. Máy rất đầy đặn luôn, động cơ 1.6. Nó sẽ tương đương vào tầm khoảng 6 lít đến 6 lít rưỡi trên 100 km đường hỗn hợp thôi. Máy móc thì rất là đầy đặn, cabo phẳng lừ đây. Tất cả các lỗ tròn xe. 2004.
Đây ạ, máy móc thì sáng choang luôn, tất cả các chi tiết luôn nhé các chị nhé. Xe zin đẹp, gương kính thì còn nguyên. Và chúng ta sẽ kiểm tra cái phần đuôi xe. Đây ạ, khoang hành lý thì rất là rộng rồi. Và chúng ta nhìn thấy xe công chức nhà nước đi lên là những cái phần này, nỉ này nhé, cũng còn rất là sạch sẽ, rất là sạch sẽ luôn. Tất cả các chi tiết đây, lốp sơ cua còn nguyên. Và hai bên tai đây, tất cả các chi tiết rất khít đẹp luôn. Giá rất là mềm, chỉ có là 210 triệu đồng thôi. 210 triệu đồng nhá, là chúng ta đã sở hữu chiếc Mazda 3 2004 đây rồi ạ. Đèn pha là đèn bi cầu rất là sáng trong này, như năm 2020 luôn. Đèn gầm đầy đủ như các chị nhá. Đây ạ, sáng đều luôn. Đó. Vâng, vừa rồi thì em đã làm video chi tiết về chiếc Mazda 3 2004, số sàn, động cơ 1.6, đăng ký 5 chỗ ngồi và đang có giá bán là 210 triệu tại Komoto. Với quý bác, quý chị nào mà đang tìm mua cho mình một chiếc Mazda 3 2004 như này thì có thể nhấc máy lên và gọi điện thoại cho em Công qua số hotline là 0945 883 980 để được hỗ trợ tư vấn mua bán cũng như đặt lịch hẹn xem xe và chạy thử xe. Cảm ơn toàn thể quý bác, quý chị đã luôn đồng hành cùng Công Auto. Hẹn gặp lại quý bác, quý chị vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.